Hàng năm, mỗi khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra, các bạn trẻ với màu áo xanh tình nguyện lại hăng hái tham gia hỗ trợ cho các thí sinh. Và tại Hà Nội, trong ngày đầu của kỳ thi quan trọng này, gần 6.000 tình nguyện viên đã ra quân tiếp sức mùa thi. Với sự nhiệt huyết, trách nhiệm, các đoàn viên thanh niên tình nguyện đã có nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh tại 189 điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sáng qua, ngay trước giờ đón thí sinh vào các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Hà Nội mưa lác đác. Những chiếc dù đã được các tình nguyện viên chuẩn bị sẵn, nhanh chóng đón các thí sinh từ bên ngoài vào trường để các em không bị ướt. Tôi thấy thì các bạn rất là nhiệt tình, có cả sinh viên tình nguyện lẫn như là bên bộ đội nữa thì cũng chuẩn bị sẵn ô và để đón các con từ cổng trường vào. Tôi thấy rất là như thế là rất là chu đáo và các con hoàn toàn là rất là kiểu được chăm sóc tốt. Bên cạnh sự trợ giúp giống các năm trước như về nước uống, quạt máy, nhiều hoạt động được các đội hình tiếp sức mùa thi chuẩn bị với các phương án ứng phó với nhiều tình huống khác nhau đã đem lại thuận tiện cho thí sinh và người nhà như đảm bảo trật tự an ninh đô thị, hướng dẫn phân luồng giao thông các tuyến đường, các nút giao thông tại điểm thi và khu vực xung quanh điểm thi, tổ chức đưa đón thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Với khẩu hiệu "Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn", các đoàn viên thanh niên tình nguyện đã trở thành điểm tựa tinh thần, san sẻ nỗi lo với phụ huynh, đồng hành cùng các sĩ tử trong những ngày diễn ra kỳ thi quan trọng.